Hồng lạc là một loài chim lớn trong huyền sử mà ký ức tập thể của người Việt còn ghi nhận như là vật tổ linh thiêng của dòng Bách Việt. Loài chim quý đó gắn liền với hình ảnh của mẹ tiên, mẹ Âu Cơ qua huyền thoại trăm con nở ra từ trăm trứng. Di chỉ khảo cổ trên trống đồng Đông Sơn còn ghi dấu rõ nét hình ảnh chim bay quanh mặt trống đồng với trung tâm là mặt trời rực rỡ. Mẹ Âu Cơ chính là hình ảnh phụ nữ khởi nguyên mạnh mẽ của dân Việt, mà sau này lịch sử cũng ghi nhớ những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt trong suốt dòng chảy miệt mài của dân tộc. Từ nhị vị vua bà với hàng trăm nữ tướng, rồi bà Triệu, rồi các bà hoàng, công chúa của nhiều triều đại từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn đã góp công lớn trong các cuộc chống giặc phương Bắc và mở mang bờ cõi. Những Bùi Thị Xuân, cô Giang, cô Bắc và hằng hà các phụ nữ vô danh đã điểm xuyết cho lịch sử Việt Nam những ánh hào quang sáng chói. Và như một sự truyền thừa tất yếu, các nữ quân nhân của biệt đội Thiên Nga cũng đã dấn thân theo truyền thống của ngàn xưa để lại. Bài hát đàn chim trắng là một tặng phẩm nhằm vinh danh và ghi nhớ những đóng góp lớn lao của những người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài bi tráng của lịch sử dân tộc. Thank you.
trùng khơi, băng qua núi qua rừng qua đồi, về thôn làng dồn tiếng trong thi. Ngày hôm nay trong điêu linh có người dân Việt đem tuổi đời về dâng quê hương, mong ngày mai non nước Thái Bình. Vượt qua bao phong ba gian khổ hiểm nguy, trong gian nan giữa vòng tay thù vẫn kiên lòng không phản bội quê hương. Con ơi ơi, con nguyện giấc ngủ cho sông để mẹ gánh nước lên non, lên non dưa bành cho voi hai bà đi giết thù. Con khôn lớn mai này con đi xây lại tình người Việt Nam. Rồi ngày mai trong vinh quang con về xóm làng, đem tự hào về dâng quê hương cho tương lai rạng danh đất Việt. Về đây gieo yêu thương trong lòng đất khô, cho tim yêu nay lọc đắm trôi, cho tình người về trên quê hương. Về đây gieo yêu thương trong lòng đất khô, cho tim yêu nay lọc đắm trôi, cho tình người.